dùng dùng 2 mươi x mắc 2 mươi ultra, khoảng cách khoảng 10 mét hả? Thấy được em sóc à? Không được nét lắm, nó bị mờ mờ nhưng mà vẫn thấy được. Anh không biết gì, anh đang ở chỗ nãy giờ anh cứ cặp cụi anh. Đâu lớn rồi, con này lớn rồi, con này sắp gì màu cũng đẹp đấy chứ. Nhưng mà nếu mà xa nhìn bình thường, nếu một x thì như thế này đó, nếu một x 5x zoom 5 lần thì thấy như vậy, zoom lên 10 lần thì thấy được vậy, 15 lần vậy, 20 lần, tay chỉ cần để rung cái là bị